Tuổi Đinh Mùi 1967, xây nhà năm 2022, được lộc trời cho, giàu sang phú quý. Rất vui được đồng hành với quý khán giả của kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, ông bà ta thường có câu cẩn tắc vô ai nấy, trong việc xây nhà cũng vậy, cần xem xét kỹ tất cả mọi yếu tố, đặc biệt là vấn đề kiêng kỵ trong phong thủy, nhất là với tuổi Đinh Mùi 1967. Trong quá trình đi tư vấn thực tế cho thấy, không ít nhà đã coi thường phong thủy mà dẫn đến việc phạm vào những điều đại kỵ khiến cho người nhà bị tử vong. Và điều đang nói, nạn nhân lại chính là trụ cột trong gia đình. Cho nên sau khi mất đã để lại cho gia đình một gánh nặng về kinh tế, cuộc sống của những người còn lại nhèo nhóc và đáng thương. Hơn nữa lại bị dân làng đồn thổi, có lẽ gia đình này đã không xem phong thủy trước nên đã phạm vào những điều đại kỵ khi xây nhà. Chính vì vậy, để tránh những điều ảnh hưởng không tốt cả về thể chất lẫn tinh thần khi xây nhà, gia chủ tuổi Đinh Mùi nhất định phải xem xét kỹ về việc phong thủy. Điều này giúp gia chủ xua tan được những phiền toái xui xẻo không đáng có, đồng thời nâng cao vượng khí, đại cát, đại lợi. Ngay cả khi nếu không có ý định xây nhà mà chỉ muốn mua nhà, thì mọi người cần lưu ý phong thủy để tránh những điều kiêng kỵ này và giúp gia đình luôn được yên ấm. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi. Trong năm 2022 nhâm dần, các mệnh chủ Đinh Mùi sinh năm 1967 đã bước sang tuổi 56. Năm nay mệnh chủ Đinh Mùi bị phạm hoàng ốc, một trong ba kiêng kỵ khi xây nhà. Vậy nên nếu mệnh chủ tuổi Đinh Mùi muốn xây nhà, cần phải mượn tuổi khác để công việc tiến hành hanh thông, thuận lợi. Bên cạnh đó, mệnh chủ tuổi Đinh Mùi thuộc cung càn mệnh kim, bốn hướng tốt như hướng Tây Bắc phục vị, Đông Bắc thiên y, Tây Nam diên niên, Tây sinh khí. Bên cạnh đó có bốn hướng xấu là Đông Nam hỏa hại, Nam tuyệt mệnh, Bắc lục sát, hướng Đông ngũ quỷ. Những mệnh chủ tuổi Đinh Mùi mà ở những hướng không hợp hoặc rơi vào các cung xấu như tuyệt mệnh, ngũ quỷ, hỏa hại, lục sát sẽ khiến gia đạo bất an, công việc không thuận lợi, làm ăn có tiền rồi cũng mất vì con đường tài vận bị chặn lại. Để hóa giải nhà không hợp hướng, mệnh chủ cần phải treo trước cửa nhà một chiếc gương bát quái tinh cầu bằng gỗ đào. Đây là pháp khí chuyên hóa giải nhà ở không hợp hướng, giúp mang lại may mắn cho gia chủ, bình an, từ đó công việc hanh thông, tài lộc tự đến. Hơn nữa, gương bát quái tinh cầu còn được thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng, theo tuổi của gia chủ, vậy nên sẽ phát huy công năng tốt nhất, hóa giải xung sát, chiêu tài lộc, may mắn cho mệnh chủ Đinh Mùi và các thành viên trong gia đình. Quý vị thân mến, sau khi chọn được tuổi tốt động thổ, yếu tố tiếp theo chúng ta cần xét đến để có thể xây được nhà trong năm 2022 hay không là hướng đất. Đất được vận tuổi nào xây cũng được, đất không được vận tốt nhất không nên xây vì phạm phải sẽ gặp hung họa khôn lường. Đầu tiên là hướng Bắc. Hướng Bắc gồm ba sơn, nhâm, tý, quý, 337,5 đến 22,5 độ. Năm 2022 nhâm dần được sao nhất bạch tài tinh đào đến. Sao nhất bạch là sao tham lang, hiệu văn xương, ngũ hành thuộc thủy, màu trắng. Mùa thu tiến, mùa đồng vượng, mùa xuân tiết, mùa hạ tử. Kẻ sĩ gặp nó ắt được lộc của nó, người thường gặp nó nhất định tiền bạc sẽ vào nhà. Đây là đệ nhất cát thần. Nhất bạch lại là quan tinh, nếu nó đường vượng, hình thế loan đầu bên ngoài, lại có thủy phóng quang, khoa cử đỗ đạt, danh lừng bốn bể, sinh con trai, thông minh, trí tuệ. Nó mà suy tử thì hại vợ, không thọ, cuộc đời trôi nổi lênh đênh, mắc nhiều bệnh tật về huyết, thận hư hoặc thành kẻ nghiện ngập, trộm cướp. Nhất bạch gặp phương Bắc là tị hòa, nếu vượng thì có lợi cho tài văn chương hoặc các công việc về văn, nếu suy thì dễ bị bệnh về máu, nghiện ngập hoặc chìm đắm trong tử sắc. Vậy nên với những nhà hướng Bắc, năm 2022 nhâm dần, hãy treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, mai hoa phú quý. Đồng thời tại phương vị này trong phòng khách nên đặt một tháp văn xương để kích vận, ngành sao nhất bạch, giúp đường quan vận học hành của những người trong gia đình được hành thông may mắn. Hướng Bắc là một trong bốn hướng xấu với mệnh chủ tuổi Đinh Mùi, bởi với mệnh chủ ở hướng này sẽ bị phạm vào cung lục sát. Lục sát là sao văn khúc, ngũ hành thuộc thủy, cung là hung tinh đem sát khí vào nhà, ứng với các tai nạn về lửa, dâm đãng, thị phi.
Vậy nên mệnh chủ Đinh Mùi cần sử dụng pháp khí gương bắt quái tinh cầu được làm bằng gỗ đào để hóa giải. Thứ hai là hướng Nam. Hướng Nam gồm ba sơn Bính, Ngọ, Đinh, 157,5 đến 202,5 độ. Năm 2022 nhâm dần, những nhà tọa tí hướng Ngọ bị phạm vào tam sát. Theo viễn cổ thông thư, tam sát được giải thích chia làm ba dạng: tuyệt là kiếp sát, thai là tai sát, dưỡng là tuế sát. Nói đơn giản hơn thì kiếp sát, tai sát, tuế sát chính là vị trí tuyệt, thai, dưỡng của địa chi. Từ đó có thể hiểu trên thực tế tam sát là tên gọi chung kết hợp giữa kiếp sát, tai sát và tuế sát. Tam sát là phương vị lưu niên xung tam hợp vượng vị. Trong phong thủy có câu muốn phát tài phải đấu tam sát. Tam sát là một trong những thần sát trọng yếu trong phong thủy nhà ở. Nếu lưu niên phạm tam sát, tất sẽ ảnh hưởng đến tài vận trong năm, cũng dễ vì thế gặp họa phá tài, lộ tài, người nhà ốm đau, bệnh tật, tai nạn bất ngờ. Những nhà hướng Nam năm nay xây mới cần hết sức lưu ý, quý vị hãy liên hệ đặt lịch trực tiếp với thầy Gia Cát để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hướng Nam cũng là một trong bốn hướng xấu với mệnh chủ Đinh Mùi. Đây là hướng tuyệt mệnh, hướng xấu nhất trong bốn hướng theo phong thủy bát trạch. Tuyệt mệnh là sao phá quân thuộc hành kim, là khung tinh, xấu nhất trong 8 sao, gây ra tuyệt khí, tử khí vào nhà, gặp tai họa. Hướng này mà gặp tuyệt mệnh thì càng nguy hiểm hơn vì lại gặp tăng khắc về ngũ hành, cho nên sự nguy hiểm của nó càng lớn. Vì vậy, mệnh chủ cần chú ý phải treo trước cửa nhà một chiếc gương bắt quái tinh cầu để hóa giải. Tiếp theo là hướng Đông. Hướng Đông gồm 3 sơn giáp, Mão, Ất, 67,5 đến 112,5 độ. Năm 2022 nhâm dần, những nhà định khởi công xây dựng có tọa dậu, hướng Mão bị phạm Mậu Kỷ đối thiên sát. Mậu Kỷ đối thiên sát là một trong năm sát tinh lớn nhất của năm, ảnh hưởng trực tiếp đến trạch đất. Chính vì nó thuộc một trong năm sát tinh nên trường khí rất mạnh, ảnh hưởng đến sự hưng vượng của ngôi nhà. Vậy nên quý vị hãy sử dụng la bàn phong thủy, đo kỹ lưỡng, liên hệ với thầy Gia Cát để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Bên cạnh đó, hướng Đông là hướng ngũ quỷ với mệnh chủ tuổi Đinh Mùi, cũng là một trong bốn hướng xấu cần phải tránh. Vì ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hành hỏa, là hung tinh xấu thứ hai so với tuyệt mệnh. Nó gây ra những chuyện quỷ quái, bệnh hoạn, các tai nạn liên miên xảy đến. Hướng này do tương khắc với ngũ hành nên sẽ gây ra nhiều mối nguy hiểm. Vậy nên mệnh chủ cần sử dụng pháp khí phong thủy, gương bát quái tinh cầu, treo trước cửa nhà để hóa giải. Thứ tư là hướng Tây. Hướng Tây gồm 3 sơn Canh, Dậu, Tân, 247,5 đến 292,5 độ. Năm 2022 nhâm dần bị sao Thất Xích phá quân ngự trị. Thất Xích là sao phá quân, còn gọi là tặc tinh, một trong những hung tinh của huyền không phi tinh. Quý vị nên cẩn trọng khi lập tinh bàn trận đất xem nhà. Sao Thất Xích nếu vượng thì phát về võ quyền, đinh tài đều vượng. Nếu suy thì trong nhà xuất hiện trộm cướp hoặc có người chết trận bị giam cầm, gia đạo không yên, có thể vì hỏa tai mà tổn đinh hoặc xuất hiện người ham mê tử sắc. Thất Xích là hung tinh, vì vậy nên tĩnh mà không nên động, động thì điều xấu càng nhiều, nhất là nhà ở đầu phố hay ngã ba thì nguy hại càng lớn, bởi tính hung hiểm của sao Thất Xích. Nên khi quý vị xây dựng nhà cửa cũng cần hết sức dè chừng, kẻo ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe và gia đạo của gia đình. Trong trường hợp quý vị đang ở nhà hướng Tây, cần phải treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, mai hoa phú quý để hóa giải. Tuy nhiên, hướng Tây lại là hướng sinh khí với mệnh chủ tuổi Đinh Mùi, đây là hướng nhà tốt với mệnh chủ. Sinh khí là sao Tham Lang Tinh, có ngũ hành thuộc mộc, là cát tinh mang lại may mắn. Tuy nhiên, mệnh chủ cần chú ý thêm về bố cục phong thủy trong nhà để gia tăng vượng khí, giúp chiêu tài lộc may mắn cho tất cả mọi người trong gia đình. Thứ năm, hướng Tây Bắc. Hướng Tây Bắc gồm 3 sơn Tuất, Càn, Hợi, 292,5 đến 337,5 độ. Năm 2022 nhâm dần có sao Lục Bạch tài tinh đào đến hướng. Lục Bạch là sao Vũ Khúc, là cát tinh. Khi lập tinh bàn nên hướng theo sao này để chọn được nhà đất tốt. Sao Lục Bạch nếu vượng thì quyền uy chấn động bốn phương, làm võ tướng công trạng hiển hách, gia đình giàu có nhiều nhân đinh. Nếu suy tử, cuộc sống cô độc hoặc chết trong binh đao, người nhà thường quá vợ, có nhiều quả phụ. Lục Bạch gặp Nhất Bạch là sinh xuất, nếu vượng quan vận thuận lợi, hành thông, tiền của dồi dào, con cái học hành đỗ đạt. Nếu suy, quan lộc tuy không giảm nhưng người nhà mắc chứng đau đầu, gặp tai nạn sông nước. Như vậy, tổng quan hướng Tây Bắc năm 2022 nhâm dần là khá tốt, việc động thổ xây nhà lại càng hành thông thuận lợi. Còn những người đang ở nhà hướng Tây Bắc nên treo trước cửa nhà một pháp khí phong thủy, mai hoa phú quý, đón cát tinh, hóa giải hung tinh của năm. Hướng Tây Bắc đối với mệnh chủ Đinh Mùi cũng là một trong những hướng tốt. Đây là hướng Phục Vị. Phục Vị là sao Phụ Bận, thuộc hành thủy, cũng là cát tinh, có tác dụng làm tăng thêm sức mạnh, tiếp thêm cho trạch mệnh và trạch chủ. Nếu gặp cát tinh mọi việc sẽ thăng tiến nhiều, gặp hung tinh mọi sự sa sút,
sau này hợp với Đông Trạch hơn Tây Trạch. Thứ 6 là hướng Đông Bắc. Hướng Đông Bắc gồm 3 sơn sửu, cấn, dần, 22,5 đến 67,5 độ. Năm 2022 nhâm dần, nhà tọa thân hướng dần bị phạm vào tam sát, thái tuế, mậu kỷ đồ thiên, những nhà tọa mùi hướng sửu phạm vào tam sát. Đây là 3 đại kỵ lớn khi xây nhà, các thầy khuyên không nên động thổ xây mới. Trong trường hợp quý vị bắt buộc phải xây, hãy liên hệ với thầy Gia Cát để được tư vấn cách hóa giải hoàn toàn miễn phí. Hướng Đông Bắc là hướng hợp với mệnh chủ đinh mùi, là hướng thiên y. Thiên y là sao cự môn thuộc hành thổ, là cát tinh, không những là biểu hiện tốt về mọi mặt sức khỏe, phòng bệnh, mà còn làm gia đình hưng vượng về tài sản, nhà đất, vật nuôi. Nó thể hiện vai trò của nhà lương y như vị cứu tinh giúp gia chủ, giảm trừ tai họa, tăng trưởng phúc đức. Ở nhà hướng này, sao thiên y sẽ phát huy tác dụng tốt nhất vì ngũ hành thuộc thổ. Thứ 7, hướng Đông Nam. Hướng Đông Nam gồm 3 sơn thìn, tốn, tị, từ 112,5 đến 157,5 độ. Năm 2022 nhâm dần, những nhà tọa hợi hướng tị bị phạm tam sát, không nên xây mới hay sửa chữa. Còn những nhà tọa càn hướng tốn, tọa tuất hướng thìn thì xây mới bình thường. Nhưng để mọi việc được hành thông thuận lợi, quý vị hãy liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy uy tín để được tư vấn về việc chọn tuổi động thổ, ngày giờ động thổ, cũng như cách bố trí phong thủy hợp lý để mang lại may mắn, bình an nhất. Bên cạnh đó, hướng Đông Nam là một trong 4 hướng xấu với mệnh chủ đinh mùi. Hướng này phạm vào họa hại. Họa hại là sao lục tồn thuộc hành thổ, là một hung tinh, gây nhiều hung khí, nhiều thiệt hại về sức khỏe và công danh. Nó làm con cái đần độn, bất lương, bệnh tật, ốm đau, tài sản sa sút. Vậy nên mệnh chủ cần hóa giải bằng cách treo trước cửa nhà một chiếc gương bát quái tinh cầu bằng gỗ đào. Đây là pháp khí chuyên hóa giải nhà không hợp hướng, những sát khí từ bên ngoài ảnh hưởng trực tiếp đến ngôi nhà của mệnh chủ. Từ đó giúp mệnh chủ đinh mùi cùng gia đình có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Cuối cùng là hướng Tây Nam. Hướng Tây Nam gồm 3 sơn mùi, khôn, thân, từ 202,5 đến 247,5 độ. Năm 2022 nhâm dần, những nhà tọa dần hướng thân bị phạm vào tuế phá, và sử hướng mùi phạm vào tam sát. Đây là 2 sát tinh lớn hóa giải rất khó, vậy nên việc xây mới hoàn toàn không nên. Còn những nhà tọa cần hướng khôn có thể động thổ xây mới trong năm 2022. Bên cạnh đó, hướng Tây Nam là một trong 4 hướng. Bên cạnh đó, hướng Tây Nam là một trong những hướng tốt đối với mệnh chủ đinh mùi. Nếu ở nhà hướng này, sẽ được hướng diên niên. Diên niên hay phúc đức, tượng là sao vũ khúc thuộc hành kim, là cát tinh, đại diện cho tuổi thọ, sự phát đạt về tài chính và kéo dài để lại cho thế hệ sau. Nó còn được gọi là thần phúc đức. Quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ về việc xây nhà, cách hóa giải phù hợp với gia chủ tuổi đinh mùi 1967 trong năm nhâm dần 2022. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị có được thêm những thông tin hữu ích hơn nữa. Cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm, theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video và thông tin nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.